Xin chào quý vị và các bạn. Như lần trước thì mình đã giới thiệu về cái túi lọc nano để xử lý nước và lọc nước ban đầu trước khi cấp vào tôm. Thì bữa nay mình sẽ giới thiệu với bạn một cách đó là vệ sinh bằng túi lọc. Như quý vị thấy, Duy đang đó là dùng cái dồi rửa xe áp lực để vệ sinh túi. Và cho chúng ta thấy được cái túi nó có một cái sức bền rất tuyệt vời. Nó chịu được cái lực xịt nước của túi. Và đây là một cái túi lọc công nghệ như vậy. Và sau khi chúng ta xử lý mà bơm nước phải tầm khoảng 5.000 hoặc 10.000 thì khi mà độ phù sa nó bám vào hay là chất dơ nó bám vào túi thì chúng ta dùng vệ sinh. Như quý vị thấy này, đây là cái túi lọc có kích thước đó là 4m. Thì Di dùng cái ống bơm đó là với motor là 3 ngựa và ống bơm là 2 tấc rưỡi và bơm trực tiếp nước ngoài sông, nước phù sa, nước dơ, nước chưa được xử lý quý vị. Kể cả ao lắng chúng ta vẫn xài được. Và ao sẵn sàng thì không có gì để nói rồi, nó đã sạch rồi. Và nhưng mà ao ngoài thì chúng ta vẫn xử lý được. Thị sản Duy xin kính chào quý khách, là đơn vị phân phối cung ứng giống, thuốc men, đồ nghề thủy sản chuyên nghiệp và uy tín, tọa lạc tại 5 căn Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Chúng tôi với hệ thống giao hàng chuyên nghiệp có thể giao cho quý khách toàn quốc, nhận hàng tận nơi, thanh toán, kể cả những hóa đơn bán lẻ đơn thuần nhất vẫn giao đến tận ao cho quý khách hàng. Với đội ngũ giao hàng và tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi mang lại niềm vui cũng giống như là sự tận tâm đến khách hàng. Với phương châm uy tín làm nên thương hiệu, chúng tôi đã làm nên một thương hiệu thủy sản Duy có mặt tại thuốc men tại tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam. Với sự nỗ lực không ngừng từ việc trải nghiệm, lấy kinh nghiệm và nghiên cứu để tìm hướng đi mới, hạ thấp chi phí, nâng cao hiệu quả, chúng tôi đã tạo ra được rất nhiều và cùng bà con thành công trên rất nhiều ao tôm, góp phần nên sự thịnh vượng cho ngành tôm Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn luôn đồng hành cùng thị sản Duy trong. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm video tại thị sản Duy. Nếu quý vị thấy video ý nghĩa và có điều đặc biệt đến tất cả quý vị không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh thị sản Duy, hay là chia sẻ cho những người thân, bạn bè, anh em để cùng phát triển cho ngành tôm tại Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn kết nhau nhiều hơn để thành công hơn trên ngành tôm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công và thật sự tuyệt vời.